Vâng, không chỉ với thành phố Hồ Chí Minh mà ở ngoài Bắc của chúng ta cũng vậy. Trong những ngày mà thời tiết thay đổi như thế này, từ nắng ấm sang lạnh, cùng với đó là tình trạng ô nhiễm không khí nữa, thì người ta sẽ rất dễ mắc những bệnh về đường hô hấp. Vì thế mà quý vị lưu ý là chúng ta đeo khẩu trang, vệ sinh tai mũi họng bằng nước muối sinh lý, đồng thời là tiêm phòng cúm định kỳ để tránh bị nhiễm bệnh. Vâng, cảm ơn những lưu ý từ chị Lan Chi. Và thưa quý vị, những ngày qua thì không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên là thời tiết ở khu vực Bắc Trung Bộ trở nên là tiếp tục là rét đậm. Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước thì từ đầu vụ mưa rét, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Vâng, và đặc biệt là ở các huyện miền núi thì bà con cũng đã được hướng dẫn các biện pháp phòng chống rét cho đàn trâu bò, đàn gia súc, và đặc biệt là cũng đã được cán bộ tại địa phương cầm tay chỉ việc. Và sau đây là ghi nhận tại huyện miền núi A Lưới. Bà Hồ Thị Liều ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu mùa rét năm nay đã không còn thả đàn bò của gia đình đi vào rừng tự kiếm ăn như những ngày bình thường. Thay vào đó là nuôi nhốt, cung cấp thức ăn mỗi ngày và che chắn cẩn thận hơn cho chuồng gia súc để phòng chống rét. Trời rét lắm nên tôi nhốt đàn bò trong chuồng để cho ăn hàng ngày. 6 con bò này là tài sản lớn của gia đình nên tôi phải chăm sóc cẩn thận. Phòng là cũng tích cực hướng dẫn bà con che chắn chuồng trại, rồi là dự trữ thức ăn để mà cho cái công tác mà đảm bảo cho gia súc về mùa đông, mùa lạnh. Tại các huyện miền núi, đợt rét này thời tiết trung bình khoảng từ 12 đến 14 độ C và ban đêm nhiệt độ xuống còn 10 độ C nên việc phòng chống rét cho đàn gia súc rất cấp bách. Phần lớn bà con ở các huyện miền núi hiện nay thực hiện các mô hình chăn nuôi với quy mô còn nhỏ lẻ theo hộ gia đình và chủ yếu là chăn nuôi theo kiểu truyền thống, chưa áp dụng các biện pháp kỹ thuật. Vì vậy, mỗi khi vào mùa mưa rét kéo dài, cán bộ ngành nông nghiệp địa phương phải hướng dẫn và hỗ trợ giúp bà con trong vấn đề chăm sóc đàn gia súc. Không để thả rông là một. Thứ hai nữa là tập trung cái việc là giải quyết cái vấn đề thức ăn, là hai vấn đề rất then chốt. Chúng tôi cho rằng các cái giải pháp khác thì có thể thực hiện sau đó, nhưng mà hai giải pháp này để ngay tại chỗ là bà con có thể thực hiện ngay để là triển khai cái vấn đề là phòng chống đói rét cũng như là cái dịch bệnh gia súc trên địa bàn do cái thời tiết. Thực tế hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình ở các huyện miền núi Thừa Thiên Huế chưa thực sự quan tâm đến vấn đề phòng chống rét cho đàn gia súc.